xá lợi tử bảo trời đế thích. Khi nghe những người kia sẽ hoảng hốt, sợ hãi, nghi ngờ, chẳng thể tin hiểu hoặc sành hủy báng, do đây gây tạo, làm tăng trưởng nghiệp cảm, đoạ ác thú, chìm trong ba đường ác, chịu khổ lâu dài, nặng nề, khó chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy không nên vì họ thuyết giảng bát nhã và làm mật đa sâu xa. Trời đế thích thừa, có trường hợp nào Bồ Tát chưa được thọ ký mà nghe bát nhã bà la mật đa sâu xa, tâm chẳng sợ hãi, hoảng hốt, nghi ngờ, rất tin hiểu, chẳng hủy báng không? Xá lợi tử đáp, có, kiểu thi ca, đại Bồ Tát này đã phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề lâu rồi, đã tù hạnh của đại Bồ Tát lâu rồi, chẳng bao lâu sẽ được thọ ký đại bồ đề. <laughs>